Xin chào tất cả các bạn. Nay anh em quay phản hồi feedback của một bạn An Trần ở quận 5, Hồ Chí Minh nha. Bạn ấy là bạn điều trị thảo dược Anan trị mụn trứng cá này. Bây giờ là bạn lấy thêm một chai thảo dược Anan nữa. Bạn nói là loại chai này này chị, một chai nha chị. Rồi mình kéo xuống này. Mình có hỏi bạn này, tại bạn Anna này cũng giới thiệu thuốc cho các bạn xung quanh á, điều trị. Cho nên là mình có nhờ bạn này em giới thiệu thuốc Anan giúp chị nhé. Trước em sử dụng có hài lòng với Anan không em? Thì các bạn đọc phản hồi chính xác của bạn này. Em rất là hài lòng. Về dưới quê ai cũng ngạc nhiên về da mặt của em. Em cũng giới thiệu nhiều người về sản phẩm của chị. Chị cũng gửi lời cảm ơn An đã giới thiệu. Sau khi em điều trị xong đã giới thiệu cho những người thân và bạn bè xung quanh nha. Thay mặt công ty Anan cảm ơn em rất là nhiều. Và các bạn á, bạn nào đang bị mụn thâm á, thì nếu như mà mình có muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta vào trang website là thảo dược anan.com nha. Các bạn sử dụng thảo dược anan là cam kết điều trị sạch mụn và thâm 100% đó. Em sẽ feedback tiếp những cái feedback khác của khách hàng nha. Mọi người nhớ đón xem giúp em. Xin chào và hẹn gặp lại.